Thông tin ghi nhận về thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, là địa bàn có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, thành phố Vũng Tàu đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch. Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn vào ngày 15 tháng 9, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho biết tính đến nay, thành phố Vũng Tàu đã ghi nhận trên 1.300 ca COVID-19, trong đó hơn 50% ca được điều trị khỏi. Các địa bàn hiện có dịch diễn biến nóng là phường 8, phường 10, Thắng Nhất, Thắng Nhì và Nguyễn An Ninh. Riêng ổ dịch tại phường Thắng Nhì đang ở mức nguy cơ rất cao vì có nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Lãnh đạo thành phố cũng chia sẻ về kế hoạch kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Vũng Tàu đến ngày 22 tháng 9 theo nguyên tắc tiếp tục siết chặt giãn cách và dần thu hẹp khu vực phong tỏa, mở rộng vùng xanh. 2 tháng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong thành phố đã vận động, đóng góp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho trên 41.500 lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong những điểm dân cư bị phong tỏa với trị giá trên 99 tỷ đồng, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động nghèo, phân bổ kịp thời 582 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của chính phủ cho 38.800 người dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thành phố Vũng Tàu cũng hỗ trợ người dân mua thực phẩm thiết yếu thông qua các tổ đi chợ hộ, biệt đội giao hàng miễn phí tại tất cả các phường xã. Về vấn đề thứ tư đó là việc thực hiện chi hỗ trợ theo nghị quyết 68, thì đối tượng dự kiến là 90.000 người và đến thời điểm hiện tại thì thành phố đã tiếp nhận hồ sơ là 82.744 hồ sơ và đã phê duyệt là 80.371 hồ sơ. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chi trả trên tổng số 74.473 hộ với tổng kinh phí là 109.503.325.000 đồng. Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 với các cơ quan báo chí địa phương và thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu ông Trần Đình Khoa thông tin, thành phố Vũng Tàu sẽ từng bước thu hẹp những khu vực phong tỏa thành điểm phong tỏa và phấn đấu đến ngày 22 tháng 9, toàn thành phố còn 7 điểm phong tỏa, 12 xã phường là vùng xanh, 5 phường là vùng vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng chỉ còn những điểm phong tỏa thôi, không còn khu phong tỏa nữa. Chúng tôi xác định rằng sẽ có F0, nhưng mà chúng tôi chỉ còn điểm phong tỏa chứ không còn khu phong tỏa. Hiện nay chúng tôi có 2 khu phong tỏa lớn nhất, đó là khu phong tỏa khu phố 3 của phường Thắng Nhì. Ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ dỡ bỏ. Đối với phường Thắng Nhất, còn một khu phong tỏa với 1.257 người dân, chúng tôi cũng sẽ gỡ phong tỏa vào ngày 16. Vì vậy cho nên tôi sẽ xin phép Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh sẽ đóng cứng tất cả các điểm phong tỏa này lại và để cho tất cả mọi người dân giãn cách từ từ. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế đã thông tin về chùm ca nhiễm COVID-19 tại địa chỉ 105/57 đường Lê Lợi, xuất phát từ một bác sĩ trong đoàn bác sĩ vừa tốt nghiệp được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều động về địa phương tham gia phòng chống dịch. Đã có 13 trên 15 người trong gia đình bác sĩ này lây nhiễm bị dương tính. Thông tin cho rằng việc đưa bác sĩ vừa tốt nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch nhưng không thực hiện cách ly đúng quy trình dẫn đến lây lan dịch, Sở Y tế khẳng định việc nhìn nhận quy kết nguồn lây xuất phát từ phía bác sĩ là chưa đúng. Bởi qua kiểm tra bằng PCR thì xác định bác sĩ này không phải là người mắc COVID-19 đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm. Đây cũng là đánh giá được đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế đang làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu công nhận. Ngoài ra, tất cả các bác sĩ trong đoàn về cùng bác sĩ đều âm tính. Các trường hợp ở cùng phòng với bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa cũng âm tính. Như vậy, nguồn lây của chùm ca bệnh ở 105/57 đường Lê Lợi là hoàn toàn không xuất phát từ phía bác sĩ vừa tốt nghiệp trở về.